Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng, và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ ba mùa vọng 5B, Phúc âm Thánh Gioan chương 1 từ câu 6 đến câu 8, từ câu 19 đến câu 28, chủ đề làm chứng. Theo tâm lý chung, ai cũng có nhu cầu muốn khẳng định về chính mình để được người khác công nhận, được quý trọng, nhất là nhu cầu thể hiện bản thân. Đây là nhu cầu cao nhất trong 5 nhu cầu cơ bản được hệ thống hóa do Abraham Maslow. Tuy nhiên, nhu cầu này có thể đi quá đà, tạo nên một sự chênh lệch nhân cách, có thể trở thành bệnh hoạn trong thế giới ảo vì không nhận ra sự thật về chính mình cũng như những giá trị cốt lõi làm nên cuộc sống. Cách riêng là tuổi trẻ, những người thích đánh bóng và tạo hào quang cho mình, hay thổi phồng bản thân mình, muốn nêu cao những gì mình có, muốn biểu hiện hơn những gì mình là, để được mọi người nể nang và khâm phục. Tuổi trẻ sợ nhất và ghét nhất là thấy người khác coi thường mình, nên càng cương cố để thể hiện bản lãnh và đẳng cấp của mình bằng mọi giá. Nhưng càng làm như thế càng không trung thực với lòng mình, càng trở nên giả tạo với người khác. Nói chung, ai cũng dễ bị áp lực tâm lý do chính mình tạo nên, là sự thúc đẩy muốn thổi phồng bản thân để tìm sự công nhận của người khác. Đó là thái độ ăn gian. Vì sợ mình không được yêu, không được đánh giá cao, nên cứ phải trang điểm cho mình bằng những cung cách hay những thứ bên ngoài như tài năng, bằng cấp, địa vị, thậm chí bằng cả đức độ. Dùng những thứ ngoại thân để thay thế bản thân là điều giả tạo. Sống như vậy là sống ảo. Triết học gọi đó là vong thân. Bài phúc âm hôm nay cho ta thấy một con người trung thực và thẳng thắn trong tính cách và sứ mạng làm chứng cho Đức Giêsu. Đó là Gioan Tẩy Giả. Vì thấy ông làm phép rửa trong nước, một nghi thức sám hối đặc biệt khác với nhiều nghi thức thanh tẩy bên ngoài của các giáo phái thời đó, khiến giới lãnh đạo Do Thái ở Jerusalem phải sai các vị tư tế và mấy thầy Lê-vi đến chất vấn ông. Ông là ai? Ông có phải là ông Elia hay một vị ngôn sứ không? Gioan cho họ biết mình chẳng là ai cả, càng không phải là Đấng Kitô, mà chỉ là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Và còn cho họ biết có đấng cao trọng sẽ đến sau ông. Câu trả lời đã phá tan sự hiểu lầm của giới lãnh đạo Do Thái giáo, đồng thời giới thiệu về đấng cứu thế. Như chúng ta biết, Gioan Tẩy Giả, một con người có uy thế lớn lao trước mặt dân chúng. Đáng lẽ ông phải thừa cơ hội này để lãnh đạo dân Do Thái, là những người đang suy tôn và ngưỡng mộ ông như một đấng cứu thế. Ông đã không làm như thế, trái lại còn khiêm tốn nói lên sự thật rất nhỏ bé về bản thân mình.
Trước bao nhiêu tước hiệu cao quý và lòng kính trọng mà người ta dành cho ông đều phủ nhận. Ông còn tự nhận mình không đáng cởi quai dép cho đấng đến sau ông là Đức Giêsu. Qua lối sống khổ hạnh, qua tính cách thẳng thắn và qua lời chứng chân thật, Gioan cho người khác thấy được giá trị chân thật của mình, chỉ là người dọn đường cho đấng cứu thế đến. Hành động như thế, ông mất đi vị thế của mình trong lòng người khác, nhưng ông biết đó chỉ là vị thế mà dân chúng gán cho. Là người sống chân thật nên Gioan mới có thể làm chứng cho sự thật. Sự thật đã giải thoát ông khỏi định kiến của dân chúng và đưa họ đến với sự thật là Đức Giêsu. Khi Ngài xuất hiện, Gioan liền rút lui vào hậu trường. Ông biết mình phải nhỏ xuống để Đức Giêsu lớn lên. Ông nhận mình là tôi tớ để Đức Giêsu là người chủ. Ông đặt mình vào vị trí của cây đèn để Đức Giêsu là ánh sáng. Ông cho mình là tiếng kêu để Đức Giêsu là lời hằng sống. Như Gioan, ân gọi của mỗi người chúng ta cũng chính là chứng nhân cho Đức Kitô. Không thể làm chứng nếu không sống trung thực với chính mình và tha nhân. Do tính muốn thể hiện hơn những gì mình có, muốn sống hơn những gì mình là, nên chúng ta dễ có khuynh hướng nói quá về bản thân mình và như thế không còn khả năng phản ánh về sự thật. Đời Kitô hữu chúng ta cũng chỉ là những áng mây trong bầu trời Thiên Chúa. Nhưng khi ánh sáng xuyên qua những áng mây, người ta đoán biết là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán biết được có Đức Kitô. Ước chi đời nhân chứng của chúng ta cũng giống như Gioan Tẩy Giả, dám sống hồn nhiên, đơn sơ, chân thật, nhất là dám nhỏ xuống để Đức Kitô được lớn lên trong lòng người. Ta đừng sợ phải nhỏ xuống, vì khi Đức Kitô lớn lên trong ta thì ta lại được lớn lên trong Ngài. Nhờ vậy, khuôn mặt Đức Kitô lại càng chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta. Và qua chúng ta, niềm vui ơn cứu độ lại lan tỏa đến mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con thấy Gioan Tẩy Giả thật tuyệt vời, đã vào đời bằng nếp sống khổ tu. Một thanh niên không màng gì vui thú, không chạy theo danh vọng hay thành đạt, không bon chen như bao người trẻ khác, mà chuyên chăm sống ơn gọi đời mình. Gioan dám dấn thân cho lý tưởng là hiến mình để loan báo tình thương. Nhờ cầu nguyện tìm ra một con đường, đó chính là con đường làm nhân chứng cho đấng mà ông biết sẽ đến sau, đấng đem lại ơn cứu rỗi nhiệm màu. Lẽ sống của Gioan là làm chứng, nên ông đã phủ nhận mọi danh hiệu và mọi điều mà người ta gán cho ông. Ông đã tự xưng ra trước đám đông, mình chỉ là tiếng hô trong hoang địa để dọn đường cho đấng Kitô đến. Dù ông được bao nhiêu người ngưỡng mộ, không vì thế mà biểu lộ uy quyền, không chớp lấy cơ hội cách ngang nhiên, không lợi dụng mọi người như phương tiện. Gioan còn từ bỏ cách hồn nhiên. Khi để các môn đệ mình theo Chúa, ông đã sống khiêm nhu và trung thực, nên lời chứng của ông càng đáng tin. Chúa cũng đã gọi con làm nhân chứng, nhưng đời con chưa khiêm nhường trung thực, nên con nói về Chúa chẳng ai tin. Xin cho con tu tập lại đời mình, biết lo sống một cuộc đời ngay chính để danh Chúa được mãi mãi tôn vinh. Amen.
để làm chứng cho Chúa. Gioan đã tự xóa mình, ông chân thành sống hết tình, không sợ mất đi uy tín. Ông để cho Chúa lớn lên, còn ông trở thành nhỏ bé. Ông để cho Chúa bước qua, còn ông xưng mình phần hèn. Để làm chứng cho Chúa, Gioan sống đời khó nghèo, hy sinh và sống khiết tình, cả đời sống luôn công chính. Ông để cho Chúa bước lên, còn ông âm thầm bước xuống. Ông để cho Chúa hiến vinh, còn ông vui vầy phần mình. Xin cho chúng con theo gương sống của Gioan, để mình chứng Chúa là tất cả, để mình chứng Chúa là ánh sáng, để Ngài đến trong trần gian, để Ngài đến mang bình an, mang ơn cứu độ tràn lan. Làm chứng cho Chúa, Gioan sẵn sàng chết đi. Ông vui mừng đã chu toàn sự mạng, dọn đường cho Chúa. Ôi thật cao quý biết bao cuộc sống của người làm chứng, để lại cho muôn kiếp sau niềm tin rằng người nhiệm. Xin cho chúng con theo gương sống của Gioan, để mình chứng Chúa là tất cả, để mình chứng Chúa là ánh sáng, để Ngài đến trong trần gian, để Ngài đến mang bình an, mang ơn cứu độ tràn lan. Xin cho chúng con theo gương sống của Gioan, để mình chứng Chúa là tất cả, để mình chứng Chúa là ánh sáng,